Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản khẳng định không thừa nhận Bitcoin là phương tiện thanh toán và cảnh báo các nhà đầu tư sẽ không được pháp luật bảo vệ nếu giao dịch Bitcoin. Thế nhưng khoảng vài tháng trở lại đây lại xuất hiện một tổ chức có tên là BitKingdom đang lôi kéo nhiều thành viên tham gia giao dịch đồng tiền Bitcoin tại Việt Nam. Chỉ cần một số vốn 10 triệu Việt Nam đồng, bạn sẽ có cơ hội kiếm được 100 tỷ sau 3 năm. BitKingdom là một trung tâm cộng đồng toàn cầu, có sứ mệnh trao quyền cho cộng đồng, kết thúc nghèo. Những lời quảng cáo hết sức hấp dẫn dễ thấy trên một số trang mạng xã hội gần đây. Thậm chí, thành viên của cộng đồng BitKingdom này tại Việt Nam còn nhiệt tình tư vấn. Chỉ cần đổi tiền thật để lấy tiền ảo, tham gia vào hệ thống là sẽ có ngay lợi nhuận. Khi em bỏ 10 triệu cho đi trong cộng đồng BitKingdom để giúp đỡ thì em sẽ nhận lợi nhuận là 1% trên ngày và 30% trên tháng. Và sau 30 ngày thì em có thể rút gốc cộng lãi về. Cũng theo chia sẻ của thành viên này thì BitKingdom có nhiều gói tham gia từ 10 đến 200 triệu đồng. Càng đầu tư nhiều tiền thật để đổi tiền ảo Bitcoin, người tham gia sẽ càng gia tăng được lợi nhuận. Thậm chí, nếu giới thiệu thành viên mới thì người tham gia còn được tiền hoa hồng, tương đương 10% giá trị số tiền Bitcoin mà người sau tham gia. BitKingdom được hiểu như một hệ thống khớp lệnh giữa người cho đi và nhận lại. Nhưng bản chất của hệ thống là lấy tiền người vào sau trả cho người vào trước. Và càng có nhiều người tham gia mua Bitcoin thì giá trị của đồng tiền càng tăng lên. Tuy nhiên, theo chuyên gia an ninh mạng BKV, tham gia đầu tư tiền ảo Bitcoin có thể gặp rủi ro bất cứ lúc nào nếu hệ thống máy chủ đào Bitcoin gặp sự cố kéo theo giá trị đồng tiền này xuống thấp. Khi mà đã bán được một cái lượng tiền ảo, thu được một cái lượng lợi nhuận đủ lớn rồi, thì có thể chính những cái người mà xây dựng ra cái tiền ảo đấy sẽ cố tình tạo ra những sự cố để làm giảm mất cái giá trị của tiền này đi. Lúc đó chính những nhà đầu tư cuối cùng, nhà đầu tư mà chưa kịp rút vốn ra sẽ chịu cái ảnh hưởng. Cũng theo thành viên BitKingdom, dù mới thành lập chưa đầy 3 tháng, nhưng cộng đồng BitKingdom đã phát triển mạng lưới ở 15 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trung tâm điều hành BitKingdom, một cái hệ thống system của một công ty. Là ở đâu ạ? Ở bên Singapore. Thế nhưng, khi tra cứu website khá sơ sài này, thì địa chỉ lại ở một thành phố khác. Thậm chí, mọi thông tin về công ty chủ quản, tên miền đăng ký thì đều không có hoặc thông tin chung chung. Nếu như người ta đang nói rằng gốc là ở Singapore, nhưng mà trên trang web thì lại đang kê khai là một quốc gia nào đó, chứ không phải Singapore. Đây cũng là một sự thiếu minh bạch trong thông tin của một công ty. Dùng tiền thật đổi lấy tiền ảo để giao dịch khi chưa có bất kỳ cơ chế bảo vệ về mặt pháp lý nào. Trong khi đó, sàn giao dịch có thể mất tiền hoặc sụp đổ bất cứ lúc nào. Sẽ không có gì là chắc chắn, tất cả người tham gia sẽ nhận được tiền như cam kết.